những cái nghề mà mình đã được học ở trong trại, cũng muốn là mình có một cái nghề gì đó để mình có cái thu nhập trước mắt là cho bản thân mình và phụ giúp cho gia đình. Bước đầu quyết định mở cái xưởng may là thật sự rất chi là khó khăn. Mình mới về không có gì, toàn bộ vẫn đang trong thời gian mặc cảm, này, tự ti mọi cái. Thế mà mình mạnh dạn mà muốn làm một cái gì rất chi là khó, đặc biệt là được quan tâm của gia đình. Thế là anh em tạo điều kiện, tôi quyết định mở cái xưởng may nhỏ. Trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam Phú Sơn 4, anh Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã được ban giám thị trại giam tạo điều kiện học nghề may dân dụng. Với sự giúp đỡ của người thân, chính quyền địa phương, đặc biệt là những cố gắng nỗ lực của bản thân, mà anh Bình đã có một xưởng may nơi cuối phố. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay xưởng may của anh Nguyễn Văn Bình đã nổi tiếng khắp vùng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Bình quân thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Hiện tại bây giờ thì xưởng may của tôi là có 6 anh em công nhân là chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tại sao lại tôi có cái động lực và tiếp nhận anh em thì tôi cũng trải qua cái thời gian cũng như anh em nên tôi rất chi là thấu hiểu. Khi anh em chấp hành xong án về địa phương mà không có việc làm, không có nguồn thu ổn định thì rất chi là dễ sa ngã và bị bạn bè xấu rủ, dễ tái phạm. Đấy là với cái xu hướng đấy, với cái nguyện vọng thấu hiểu của mình, khi có anh em ở trong địa phương hoặc các xã lân cận là tôi chủ động gặp gỡ và đón anh em về để cùng làm với mình. Còn đây là một nhân vật khác. Anh Đinh Văn Long ở Phủ Lý Hà Nam đã xây dựng lại cuộc đời bằng nghề mộc mà anh học được từ trong những ngày trong trại. Nhờ khéo tay chịu khó từ những đợt vay vốn ngân hàng chính sách tại địa phương, anh Long sắm thêm các trang thiết bị, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động kinh tế của mình. Khi đấy là tôi ở trong trại thì cũng có là làm những nghề mộc này rồi. Thì đấy thì bố mẹ cũng bảo là thôi bây giờ nó trong đấy thì có nghề mộc thì về thì bây giờ là mình lại nối tiếp với nghề mộc. Thì sau đấy thì cũng có các cán bộ công an phường cũng đã quan tâm đến và giúp đỡ, là cũng tạo điều kiện cho tôi là vay hỗ trợ vay vốn cho tôi là 50 triệu đồng không lãi suất trong thời hạn 5 năm để tôi có cái vốn để tôi làm ăn. Hiện nay thì tôi cũng đã là một cái chủ xưởng gỗ rồi, nói chung là công nhân viên thì cũng 5-6 người, lương thì mọi người thì cũng khá ổn định. Anh Bình hay anh Long là những nhân vật đã từng xuất hiện trong các chương trình của An ninh TV về tái hòa nhập cộng đồng. Nghề nghiệp học được trong trại giam đã trở thành cần câu cơm giúp họ tạo dựng lại cuộc sống khi trở lại đời thường. Trong những năm qua, dạy nghề cho phạm nhân là một trong những hình thức giáo dục nhằm giúp cho phạm nhân có một nghề nhất định trước khi trở về với gia đình và xã hội, tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, để họ có ý thức lao động làm lại cuộc đời mà không tái phạm những sai lầm trước đó. Đây được coi là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với những người lầm đường lạc lối, cho họ cơ hội trở về lao động để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Công tác giáo dục cải tạo phạm nhân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ. Mục đích cốt lõi của việc giáo dục cải tạo phạm nhân mà chúng ta hướng đến đó là giáo dục để phạm nhân nắm bắt và thực hiện đúng các nội quy, quy định của khu giam giữ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giáo dục để họ nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật của mình, từ đó ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ.
Mặt khác cũng thông qua việc tổ chức lao động dạy nghề để giáo dục cho phạm nhân nhận biết và quý trọng sức lao động của bản thân mình, giúp họ hiểu rằng chỉ thực sự ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo mới mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm hoàn lương trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội. Trại giam Suối Hai hiện đang quản lý và cải tạo hàng nghìn phạm nhân, chủ yếu là những người đến từ các tỉnh phía Bắc. Với mọi lứa tuổi khác nhau và hầu hết khi ở ngoài xã hội, họ đều không có nghề nghiệp và việc làm ổn định. Vì vậy, khi vào trại giam để cải tạo, dựa trên kết quả khám sức khỏe của lứa tuổi vùng miền và nguyện vọng hoàn cảnh của từng phạm nhân, ban giám thị và hội đồng cán bộ sẽ bố trí từng người theo học các ngành nghề phù hợp. Việc thực hiện dạy nghề, truyền nghề và tổ chức lao động sản xuất ở đây được đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và bộ luật lao động, như phạm nhân lao động 8 giờ một ngày, được nghỉ các ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật theo quy định. Trại giam Suối Hai quản lý cái đối tượng phạm nhân ở Hà Nội cũng như các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, cho nên là cái việc lựa chọn nghề cho phạm nhân là một điều ban giám thị cũng rất quan tâm, để làm sao cho phạm nhân có được cái tay nghề, cái thời gian chấp hành án cũng là thời gian họ học nghề. Đặc biệt quan trọng hơn nữa là giúp cho phạm nhân sau này khi ra trại họ có cơ hội để tái hòa nhập cộng đồng, họ tiếp cận ngay được với một số những cái công việc của xã hội để về hòa nhập với cộng đồng để tránh tái phạm. Đến khu lao động sản xuất tại phân trại số 2, trại giam Suối Hai, chúng tôi cảm nhận được sự nỗ lực phấn đấu trong mỗi con người một thời từng lầm lỗi. Tại các đội sản xuất, với đôi tay nhanh thoăn thoắt của các phạm nhân, chẳng khác nào những công nhân lành nghề, hay như những người thợ thực thụ tại các công xưởng ở bên ngoài xã hội. Chính trong quá trình lao động học nghề đã mang lại niềm vui hứng thú, giúp các phạm nhân có động lực phấn đấu cải tạo tốt. Bên cạnh đó, lao động cũng đã giúp họ khám phá, phát huy những thế mạnh của bản thân, biết trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác, từ đó thắp lên hy vọng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Cái đối tượng chưa có những cái nghề gì nhất định ổn định cả, nên là cuộc sống nó cũng khó khăn, nên ra là tôi cũng vi phạm pháp luật. Nên là vào đây thì trại đã cùng với các thầy đã dạy cho chúng tôi được một cái nghề rất là ổn định, và tôi cũng rất là yêu cái công việc này. Cũng chỉ mong muốn rằng sau này chúng tôi trở về hòa nhập với xã hội, tôi sẽ có dùng cái nghề này để mưu sinh cho cuộc sống và ổn định cho gia đình. Tôi lên trại được hơn một năm rồi. Thì vào môi trường này thì tôi cũng được các cán bộ quản giáo hướng dẫn và đào tạo cái nghề hàn xì và nghề đàn này. Cũng được một thời gian thì tôi thấy cái nghề này nó cũng phù hợp với tất cả các lứa tuổi, từ lớn đến nhỏ đều làm được. Và cũng cái nghề đào tạo cần kỹ năng rất là khéo tay. Hàng của tôi làm ra thì không những bán ở trong nước mà còn xuất khẩu ra cả nước ngoài nữa. Có thể nói, mỗi phạm nhân là một hoàn cảnh, một bản án pháp luật khác nhau. Thế nhưng ở họ đều có một điểm chung là khi được tạo điều kiện cho học nghề thì họ sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cố gắng tiếp thu thật tốt để khi mãn hạn tù, mỗi cá nhân sẽ có một nghề nhất định trong tay để làm lại cuộc đời. Phạm nhân Nguyễn Hữu Việt dù mang trên mình bản án nghiêm khắc của pháp luật cho tội giết người, nhưng Việt vẫn quyết tâm học nghề trong trại, tiếp tục nuôi dưỡng khát khao được làm lại cuộc đời. Tôi đã được sự quan tâm của ban giám thị giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi học tập lao động thật là tốt, để tôi nhận rõ tới cái tội lỗi của mình. Trong thời gian chấp hành án học tù thì tôi luôn phấn đấu cố gắng cải tạo, học tập lao động cải tạo, tu dưỡng bản thân, rèn luyện hướng thiện để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian chấp hành án thời gian thì tôi đã được hướng nghiệp về nghề mộc,
thì tôi đã về đây thì tôi đã học nghề mộc để mà sau này tôi có khi mãn hạn tù tôi trở về xã hội, trở về với gia đình, có cái nghề nghiệp của bản thân. Việc lao động và học nghề trong trại giam đã giúp cho các phạm nhân hiểu giá trị của lao động, trân quý những thành quả mà mình đã làm ra. Từ đó, khi có một tay nghề ổn định, cánh cửa làm lại cuộc đời, xây dựng cuộc sống mới đối với họ sẽ trở nên dễ dàng và tươi sáng hơn. Đây không chỉ là ước mơ của mỗi phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, mà còn là mong muốn của toàn xã hội đối với những người từng một thời từng lầm lỗi.